vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Sâm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng do Mark Home lên phương án thiết kế thi công và do Smart Home hoàn thiện nội thất. Sợ bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa dầm. Sơn Bắc Đồn bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mark Home, chọn Sơn Mark Home. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, xây dựng nhà ở, cơ sở kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang triển khai ký hợp đồng online và vẫn thi công như bình thường tại những địa phương không chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Để chiêm ngưỡng nhiều mẫu nhà đẹp, quý vị có thể truy cập vào trang fanpage Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home cũng như là trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Đây cũng là nơi mà chúng tôi thường xuyên cập nhật những chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng. Hiện tại thì chúng tôi đang có chương trình tuyển đại lý nhà phân phối Sơn trên phạm vi toàn quốc với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được những sự tư vấn cụ thể nhất. Trên màn hình quý vị chính là hình ảnh ngôi nhà của gia đình anh Sâm tại Lâm Đồng. Một ngôi nhà tọa lạc trên khối đất khá là lớn với khoảng sân vườn rộng rãi. Đây đúng chuẩn là một mẫu nhà vườn phù hợp với những ai yêu thích cuộc sống yên bình, rời xa những khói bụi ồn ào của các khu đô thị. Nhìn vào thì chúng ta có thể nhận ra ngay, đây là một ngôi nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại với những đường nét, hình khối rất là khỏe khoắn, trẻ trung, cùng với đó là những mảng tường thẳng tắp và những thức cột vuông vức. Nhìn vào ngôi nhà thì chúng ta thấy nổi bật với gam màu trắng là chủ đạo, chiếm khoảng 70% diện tường, 25% diện tường còn lại được sơn màu ghi xám và khoảng 5% diện tường được ốp gạch ai đắp. Quan sát ở góc bên hông của ngôi nhà thì chúng ta thấy bồn hoa và phần chân tường được ốp gạch thẻ màu xanh đậm. Riêng phần sàn sảnh chính và sảnh phụ thì được lát gạch granite. Đây đều là những vật liệu có độ bền tương đối cao. Vì được đặt trên một khối đất rất rộng cho nên là việc bố trí hướng nhà, hệ thống cửa đi và cửa sổ rất là dễ dàng. Cùng với việc sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính đã giúp ngôi nhà trở nên rất là thông thoáng. Chưa kể gia chủ còn yêu cầu thiết kế thêm phần giếng trời để lấy ánh sáng cho ngôi nhà, đó chính là phần nhô lên cao tại chi tiết mái mà quý vị thấy trên màn hình. Bên ngoài giếng trời thì chúng tôi đã ốp gạch thẻ để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống thì chúng ta thấy được là hệ mái Nhật khá là đồ sộ với những phần mái lớn, mái nhỏ giao với nhau rất là đẹp mắt. Và cũng tại góc độ này thì mọi người có thể thấy được khoảng sân rộng rãi quanh ngôi nhà. Quanh tường rào thì Mark Home chúng tôi đã thiết kế tiểu cảnh sân vườn theo yêu cầu của gia chủ. Đây chắc chắn sẽ là không gian sinh hoạt ngoài trời rất là lý tưởng. Ngôi nhà này nằm ở hướng đông với kích thước mặt tiền là 13,9m và chiều sâu là 20,1m. Diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 196m2. Đây là mặt bằng công năng của ngôi nhà. Ngôi nhà thì bao gồm có phòng khách, phòng thờ, gara xe, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một phòng ngủ master, 3 phòng ngủ thường, một phòng gym và một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm dùng chung. Nội thất của ngôi nhà do Smart Home, đơn vị trực thuộc Mark Home lên phương án thiết kế và thi công. Đầu tiên là không gian phòng khách có diện tích 26,4m2, được đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Không gian nội thất phòng khách với tông màu trắng nâu chủ đạo được bày trí một bộ sofa, TV phía đối diện. Chúng tôi đã sử dụng đèn thả trần thay vì đèn chùm để tăng thêm tính hiện đại cho không gian phòng khách. Ở đây thì chúng tôi còn sử dụng một hệ vách ngăn, phân cách không gian phòng khách với khu tiểu cảnh trong nhà. Đây là khu vực bố trí tiểu cảnh giếng trời, phía trên chính là phần giếng trời mà lúc nãy chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị. Việc bố trí tiểu cảnh ở đây sẽ góp phần mang đến không gian xanh cho nơi sinh sống của chúng ta, đồng thời cũng góp phần tôn lên sự đẳng cấp cho nội thất của ngôi nhà. Không gian phòng bếp kết hợp với phòng ăn thì có diện tích là 21,8m2 với tầm nhìn hướng ra khu vực sảnh phụ của ngôi nhà. Ở đây được bố trí một kệ bếp hình chữ L, bàn đảo, một tủ lạnh cỡ lớn và một tủ đồ cùng với một bộ bàn ăn. Việc sử dụng gam màu trắng nâu chủ đạo đã mang đến cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng cho không gian này. Tiếp theo chính là không gian phòng thờ có diện tích 9,6m2 và đây chính là nội thất của phòng thờ. Mời quý vị xem qua.
liền kề với phòng thờ là phòng ngủ số 1, có diện tích cho không gian ngủ nghỉ là 14m2 và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín có diện tích là 2,8m2. Đây là căn phòng được thiết kế cho gia chủ với tông màu nâu chủ đạo. Ngoài giường ngủ thì chúng tôi còn bố trí một bàn làm việc kết hợp với trang điểm và một tủ quần áo. Ba phòng ngủ còn lại của ngôi nhà là phòng ngủ số 2, số 3 và số 4 được thiết kế liền kề nhau với diện tích lần lượt là 16m2, 10,5m2 và 11,5m2. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng qua hình ảnh của các căn phòng này. Của gia đình anh Sâm có chiều cao từ cột 00 đến đỉnh mái là 7m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 4,2m, chiều cao mái là 2,8m. Đây là mặt cắt AA, qua đây thì chúng ta sẽ biết được phương pháp thi công mái cũng như là vị trí giếng trời. Với ngôi nhà này thì chúng tôi đổ bê tông, sử dụng hệ vị kèo trò bắn ngói. Ưu điểm của phương pháp này chính là trọng lượng kết cấu nhẹ nên có thể giảm áp lực xuống đáy móng, qua đó giảm được chi phí làm móng, thời gian thi công cũng nhanh hơn. Trong quá trình sử dụng, nếu như mà chúng ta muốn cải tạo nâng tầng thì chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng, chỉ cần tháo ốc vít ra, sau đó vặn và đặt lại như cũ. Về giải pháp phần móng thì chúng tôi sử dụng hệ móng đơn bê tông cốt thép. Móng đơn thường được dùng cho những công trình có tải trọng nhẹ, nền đất có độ ổn định và độ cứng tương đối cao. Những thông tin về giải pháp móng và những gì liên quan đến kết cấu thì đều được chúng tôi thể hiện đầy đủ cụ thể qua hồ sơ kết cấu. Trong hồ sơ này còn có một nội dung khá là quan trọng, đó chính là bản thống kê cốt thép. Qua đây thì chủ đầu tư có thể nắm bắt được số lượng để dễ dàng theo dõi và giám sát. Những thông tin thì được trình bày rất là rõ ràng và dễ hiểu, kể cả khi chúng ta không quá am hiểu về lĩnh vực thiết kế và xây dựng cũng có thể nắm bắt được. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Sâm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, một ngôi nhà đậm chất hiện đại với việc kết hợp giữa hình khối vuông vức và hệ mái Nhật bên trên. Nếu như quý vị yêu thích cái thiết kế của Markham thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Markham chúng tôi có hệ thống chi nhánh trải dài từ Bắc đến Nam, sẵn sàng thi công trên phạm vi toàn quốc. Đừng quên nhấn theo dõi và bật chuông thông báo kênh Markham Nhà đẹp Markham để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.